Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, trong đợt họp thứ hai Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Để chuẩn bị công việc này, Tổng Thư ký Quốc hội khẳng định đã chuẩn bị chặt chẽ và đúng quy trình. Về kết quả, các nhóm vấn đề có nhiều sự quan tâm nhất của các đại biểu Quốc hội liên quan đến y tế, lao động, thương binh và xã hội, kế hoạch và đầu tư, giáo dục và đào tạo. Như vậy, trong các nhóm vấn đề được chốt, lĩnh vực công thương không nằm trong danh sách chất vấn. Cụ thể, về y tế sẽ chất vấn liên quan công tác phòng chống dịch bệnh, chiến lược vaccine, chiến lược chống dịch trong thời gian tới, đảm bảo cung cấp giá xét nghiệm, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế, giải pháp giảm thiểu tranh lệch trong khám chữa bệnh giữa các vùng miền, cơ chế chính sách cho đội ngũ y bác sĩ. Cùng với Bộ trưởng Bộ Y tế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các Bộ trưởng Bộ Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ cùng tham gia trả lời. Với vấn đề thuộc nhóm lao động thương binh và xã hội sẽ chất vấn liên quan thực hiện gói hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng dịch COVID-19, công tác đảm bảo quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ mồ côi trong dịch, thực trạng và nguyên nhân người lao động rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, việc trở lại lao động, theo dõi kiểm tra việc cứu trợ thiện nguyện, đảm bảo đúng chế độ chính sách. Trách nhiệm trả lời chính là Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước với các nhóm chất vấn thuộc lĩnh vực đầu tư sẽ tập trung vào giải pháp phục hồi phát triển kinh tế trong tình hình mới, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, công tác chuẩn bị đầu tư, phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn, giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư công, chương trình sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có trách nhiệm chính cùng với các phó thủ tướng phụ trách kinh tế tổng hợp, kinh tế ngành, các bộ trưởng Bộ Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nhóm vấn đề cuối cùng liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo, đảm bảo chất lượng dạy và học trong tình hình dịch bệnh, việc dạy và học trực tuyến, giảm tải chương trình học cho học sinh, thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa thành thị và nông thôn, công tác an toàn trường học, y tế học đường, phương án tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trong bối cảnh dịch bệnh. Cùng với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các Bộ trưởng Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Thông tin và Truyền thông cùng tham gia trả lời chất vấn. Tình hình dịch bệnh vẫn chưa hết nóng tại các tỉnh miền Tây khi nhiều địa phương liên tục ghi nhận các ca mắc mới. Đứng trước nguy cơ bùng phát đợt dịch mới, các tỉnh miền Tây đã khẩn trương thực hiện nhiều biện pháp như thiết lập trở lại các chốt kiểm soát dịch, lập các điểm khai báo y tế, giãn cách xã hội, thành lập các bệnh viện giã chiến điều trị bệnh nhân. Thông tin tại tỉnh Bạc Liêu, tỉnh này ghi nhận số ca mắc mới tăng vọt trong những ngày qua, vượt phương án 2.000 ca bệnh mà Bạc Liêu đã đưa ra trước đó. Vì vậy, tỉnh đã phải lập thêm nhiều cơ sở thu dung điều trị COVID-19 ở các địa phương. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, chỉ trong vòng 24 giờ, tỉnh này đã ghi nhận thêm 404 ca mắc COVID-19. Đây là con số kỷ lục từ khi dịch bùng phát đến nay trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong đó có 149 ca tại cộng đồng ở huyện Phước Long, huyện Vĩnh Lợi, huyện Hòa Bình, huyện Hồng Dân, thị xã Gia Rai, thành phố Bạc Liêu được phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, truy vết liên quan chuỗi lây nhiễm của công ty thủy sản khám bệnh. Có 235 ca ghi nhận tại các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa, 20 ca về từ các tỉnh thành. Các ca tại cộng đồng được đánh giá có khả năng lây lan nên các địa phương đang tăng cường công tác truy vết, tầm soát. Đến nay, tỉnh Bạc Liêu đã có 2.828 ca mắc COVID-19, đang điều trị 2.061 ca, khỏi bệnh 744 ca, 23 ca tử vong. Tỉnh còn đang cách ly tập trung 3.782 người và cách ly tại nhà 1.696 người. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, hiện nay đã xuất hiện rất nhiều người mắc COVID-19 trong cộng đồng. Nhiều người mắc COVID-19 đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh và mua bán thuốc đã làm lây nhiễm cho nhân viên y tế. Sau đó nhân viên y tế đến cơ quan làm việc lây nhiễm cho đồng nghiệp, làm ảnh hưởng đến đội ngũ cán bộ y tế tham gia phòng chống dịch. Do vậy, để đảm bảo số lượng người tham gia phòng chống dịch Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu yêu cầu tất cả nhân viên y tế đang làm việc tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn dừng tham gia các hoạt động khám chữa bệnh tư nhân và kinh doanh mua bán thuốc để tập trung nguồn lực vào công tác phòng chống dịch cho đến khi có thông báo mới. Nếu nhân viên y tế nào tiếp tục tham gia hoạt động bị mắc COVID-19 và lây lan dịch bệnh sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Để nâng cao hiệu suất chữa bệnh, đoàn bác sĩ bệnh viện Trợ Giấy thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tập huấn điều trị bệnh nhân COVID-19 cho y bác sĩ điều dưỡng trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19 ở tất cả các đơn vị y tế trong tỉnh Bạc Liêu. Các bác sĩ bệnh viện Trợ Giấy đã hướng dẫn nhiều nội dung như phác đồ điều trị bệnh nhân COVID-19 mới nhất, cách phân tầng điều trị, chăm sóc, chuyển viện an toàn, phòng chống kiểm soát lây nhiễm COVID-19. Đoàn bác sĩ cho biết Bộ Y tế liên tục cập nhật phác đồ điều trị. Thêm nữa, tỷ lệ bao phủ vaccine ngừa COVID-19 đang tăng nhanh, kể cả số người được tiêm mũi 2 nên hạn chế số ca bệnh nặng. Tính đến ngày 29 tháng 10, tỷ lệ tiêm vaccine cho dân số 18 tuổi trở lên ở tỉnh Bạc Liêu mũi 1 là 60,65% và mũi 2 là 15,44%. Mới đây Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành văn bản về việc đánh giá cấp độ dịch COVID-19, theo đó thì toàn thành phố từ cấp độ 1 màu xanh sẽ chuyển sang cấp độ 2 màu vàng theo nghị quyết 128 kể từ 9 giờ ngày 1 tháng 11. Cụ thể có 29 đơn vị cấp xã thuộc cấp 1 nguy cơ thấp vùng xanh, 43 đơn vị cấp 2 nguy cơ trung bình vùng vàng, 10 đơn vị cấp 3 nguy cơ cao vùng cam, một đơn vị cấp 4 nguy cơ rất cao vùng đỏ là phường An Nghiệp quận Ninh Kiều. Có một đơn vị cấp huyện thuộc cấp 1, 8 đơn vị cấp 2. Cấp tỉnh của thành phố Cần Thơ thuộc cấp 2. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ giao chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường xã thị trấn xác định phân loại làm 4 cấp độ dịch 1 2 3 4 tương ứng màu xanh, vàng, cam, đỏ để ban hành quyết định áp dụng biện pháp phòng chống dịch tương ứng cấp độ dịch nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trong trường hợp nâng cấp độ dịch thì phải thông báo trước tối thiểu 48 giờ cho người dân, tổ chức doanh nghiệp biết, có sự chuẩn bị trước khi áp dụng. Riêng địa bàn vùng đỏ, thành phố yêu cầu người dân chỉ ra khỏi nơi ở trong trường hợp thật sự cần thiết, không tập trung quá hai người tại nơi công cộng và giữ khoảng cách 2 mét. Cơ sở hộ kinh doanh thực phẩm, ăn uống, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê chỉ được phép bán mang đi hoặc bán tại chỗ không quá 30% công suất tại cùng một thời điểm không phục vụ tại chỗ rượu bia và các loại thức uống có cồn khác. Người tham gia, nhân viên, người lao động, khách hàng phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Ngoài các quy định chung của thành phố, các địa phương có thể linh hoạt áp dụng các biện pháp bổ sung nhưng không trái với quy định của Trung ương và thành phố, không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đi lại, sinh hoạt của người dân. Những ngày qua, Cần Thơ liên tiếp phát hiện các ổ dịch lớn như Bệnh viện Đa khoa Trung ương 57K, Khu vực 7, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều 27F0, khu vực 6, phường An Cư, quận Ninh Kiều 51F0, khu vực 12, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều 23F0, khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng 14F0. Ngoài ra thành phố Cần Thơ phát hiện ổ dịch trong khu công nghiệp Thốt Nốt 30F0 và trụ 151F0 tại một cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp Trà Nóc 2. Vĩnh Long là địa phương tiếp theo ở miền Tây ghi nhận số ca mắc Covid-19 liên tục tăng. Địa phương này đã khẩn trương tiến hành phong tỏa để xét nghiệm sàng lọc và lập 10 điểm khai báo y tế tại các cửa ngõ vào tỉnh. Theo ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, nguồn lây đa phần là người từ thành phố Hồ Chí Minh về, thứ hai là người đi khám bệnh ngoài tỉnh, thứ ba là người đến tỉnh làm việc. Chúng tôi làm nhanh rộng để tìm những nơi có yếu tố nguy cơ rồi phong tỏa hẹp lại để dập dịch. Mới đây, Vĩnh Long ghi nhận 32 trường hợp dương tính với COVID-19, trong đó có 27 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại các phường 1, phường 2, phường 4, phường 5, thành phố Vĩnh Long và 5 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại khu phong tỏa khóm 1, phường 9, thành phố Vĩnh Long. Vĩnh Long đã thành lập 10 điểm khai báo y tế tại các cửa ngõ vào tỉnh, hoạt động từ ngày 29 tháng 10, gồm điểm 1, quốc lộ 1, trước cổng chùa Phật Ngọc Xá Lợi, khóm Vĩnh Hòa, phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long. Điểm 2 quốc lộ 80 dốc cầu Cái Gia Nhỏ, khóm Tân An, phường Tân Hội, thành phố Vĩnh Long, bên phải hướng Đồng Tháp về Vĩnh Long. Điểm 3 quốc lộ 57 quán cà phê Cẩm Bình, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ. Điểm 4 tại đầu đường 907 tiếp giáp quốc lộ 53, ấp Trường Hội, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm. Điểm 5 quốc lộ 54 cầu xã Hời, ấp An Thới, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân, bên phải hướng từ Đồng Tháp về Vĩnh Long. Điểm 6 tại quốc lộ 54, ngã ba Cống Đá, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn. Điểm 7, giao lộ đường tỉnh 907, giáp xã Đức Mỹ, ấp 8, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm. Điểm 8 tại chợ Hàn Thẻ, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, nằm trên tuyến đường huyện DH22B, giáp danh với tỉnh Đồng Tháp. Điểm 9 tại ngã tư đường Thuận An rạch Sậy, DT910B, DT908, giáp Hòa Tân, huyện Châu Thành Đồng Tháp. Điểm 10, trước cổng công ty cổ phần tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân Mê Công, quốc lộ 1A xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh. Mỗi điểm khai báo y tế phân công bố trí lực lượng trực đảm bảo thực hiện làm nhiệm vụ 24 trên 24 giờ hàng ngày. Các điểm này có nhiệm vụ tiếp nhận khai báo y tế đối với người về đến tỉnh Vĩnh Long, đo thân nhiệt kiểm tra tính pháp lý, giá trị sử dụng của giấy xét nghiệm PCR hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính với COVID-19 giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine, giấy ra viện hoặc giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 của công dân. Khi cần thiết, các điểm khai báo y tế thực hiện test nhanh và thu phí test nhanh của các đối tượng theo quy định tại chỉ thị 11 ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 117 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ đối với các tổ chức cá nhân không chấp hành quy định về phòng chống dịch COVID-19 theo thẩm quyền của từng lực lượng trực. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 phát sinh trong cộng đồng, ông Nguyễn Công Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long đã ký công văn về việc cử cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại các điểm khai báo y tế nói trên. Còn tại tỉnh Hậu Giang, dịch cũng đang diễn biến hết sức phức tạp. Tỉnh này đã khẩn trương tái lập các chốt kiểm soát người và phương tiện trên địa bàn quản lý. Từ 18 giờ ngày 29 tháng 10 đến 18 giờ ngày 30 tháng 10, Hậu Giang ghi nhận 56 ca mắc COVID-19 mới. Tính từ đầu đợt dịch ngày 8 tháng 7 năm 2021 đến nay, tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận 1.376 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 900 ca, tử vong tại tỉnh 2 ca chuyển tuyến điều trị 3 ca, đã tử vong 1 ca, 2 ca đã điều trị khỏi, được xuất viện trở về địa phương. Tổng số người dân Hậu Giang đã được tiêm vaccine COVID-19 là 501.527 người, 93.824 người đủ 2 mũi, 407.703 người mới tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 93,54% trên tổng dân số từ 18 tuổi trở lên của tỉnh, 536.163 người. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Nhiều tỉnh thành trong cả nước đã từng bước tháo bỏ giãn cách xã hội, chuyển sang thực hiện nghị quyết 128 NQCP của chính phủ. Người dân đã và đang di chuyển từ các vùng tỉnh thành về đến tỉnh Hậu Giang bằng các phương tiện cá nhân, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh trong tỉnh hiện đang ghi nhận nhiều ổ dịch mới. Trong số đó có những trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là người về từ ngoài tỉnh đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19. Sau khi về địa phương, chưa chấp hành đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn đã lây bệnh cho người thân và những người xung quanh và lây lan trong cộng đồng. Để tăng cường công tác giám sát và chủ động kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng Cơ quan, Ban ngành, Đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai ngay việc ra soát tất cả các trường hợp về đến từ các tỉnh thành đang có số ca mắc cao để tăng cường chủ động giám sát chặt chẽ, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao, người về từ ngoài tỉnh, tập trung quyết liệt kiểm soát, khống chế các ổ dịch mới phát sinh trong thời gian ngắn nhất, kiểm soát chặt chẽ nguồn lây lan dịch bệnh. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo trạm y tế tuyến xã thực hiện xét nghiệm mẫu gộp tầm soát ngẫu nhiên định kỳ đối với các trường hợp nguy cơ trên địa bàn, đặc biệt là người về từ ngoài tỉnh, chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ phối hợp với trung tâm y tế đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19. Tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ việc tổ chức triển khai thực hiện và kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch. Khẩn trương thiết lập lại các chốt kiểm soát để kiểm soát người và phương tiện trên địa bàn quản lý, hướng dẫn người dân ra vào huyện trừ các tuyến quốc lộ. Các chốt kiểm soát vào nội tỉnh cho xe ô tô đi qua, hướng dẫn khai báo tại trạm y tế, xe máy thì dừng xe, hướng dẫn khai báo y tế, nhắc nhở người dân khi ra ngoài tỉnh. Nếu đến đi qua vùng dịch về thực hiện khai báo y tế, xét nghiệm, cách ly tập trung hoặc theo dõi sức khỏe đối với từng nhóm đối tượng, nhắc nhở người dân vào địa bàn khi về địa phương phải đến cơ sở y tế khai báo y tế ngay trước khi về nhà. Tại các chốt kiểm soát, lực lượng trực chốt có trách nhiệm sàng lọc, phân nhóm đối tượng, hướng dẫn khai báo y tế nhanh, không để ùn tắc giao thông, hạn chế tập trung đông người, triển khai quét mã QR tự động để khai báo y tế. Cán bộ trực chốt phải nắm rõ các quy định, trường hợp nào về sẽ cách ly tập trung, cách ly tại nhà để thông tin hướng dẫn người dân hiểu và thực hiện. Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn triển khai ngay các biện pháp giám sát, theo dõi người ra vào địa bàn, tăng cường lực lượng tuyên truyền, hướng dẫn người dân ký cam kết thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Sở y tế chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố các cơ quan đơn vị có liên quan tham mưu thường xuyên cập nhật, điều chỉnh các tiêu chí đánh giá và công bố cấp độ dịch theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 128 NQCP của Chính phủ và Quyết định số 4800 QDBIT của Bộ Y tế. Thưa quý vị, như vậy, miền Tây hiện vẫn là khu vực nóng với những ổ dịch mới. Trước số ca mắc tăng chóng mặt, hy vọng các tỉnh miền Tây sẽ sớm kiểm soát tốt dịch, không để dịch bùng phát. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi tin tức trên kênh Báo Sức Khỏe và Đời Sống xin chào và hẹn gặp lại